Hôm nay là tiết trùng dương. Không lẽ tên huynh là Dương Trùng Dương? Tên nghe cũng hay quá ha. Để tôi bổ thuốc trước cho. Hả? Trời Mỹ ơi, có bị thần kinh hả? Tự nhiên đánh tôi. Cha tôi còn chưa đánh tôi nữa đó. Cho bà xong, thả ta ra đi. Dương Trùng Dương, hãy dùng thanh kiếm của mình đâm vào trái tim của hắn. Tấn công hắn đi. Tôi đã nói sai lầm một lần rồi, sống trên giang hồ đâu thể sai lầm lần thứ hai được, có đúng không? Đúng là không hiểu biết giang hồ chút nào. Tôi muốn nó làm bạn tốt với ngươi, tôi phản bội. Con yêu nữ đó có một mối thù sâu sắc với đạo giáo chúng ta. Vương Trùng Dương phát sóng lúc 22 giờ từ 29 tháng 8 trên SCTV 9.